Nữ idol đẹp nhất pop muốn tự tử vì bị bắt nạt. Theo chia sẻ của người tự xưng là em trai ruột, cựu thành viên April, Lee Hyun-joo bị các thành viên trong nhóm tẩy chay và bắt nạt một cách nghiêm trọng. Những ngày gần đây, showbiz Hàn quay cuồng trong loạt phốt bạo lực của các ngôi sao K-pop. Trong làn sóng tố cáo bạo lực, một cư dân mạng ẩn danh tự xưng là em trai của Hyun-joo, cựu thành viên April, đã viết một bài đăng dài tố cáo các thành viên bắt nạt, cô lập chị gái anh. Hành động này đã khiến Hyun-joo phải rời nhóm và thậm chí là từng tự tử. Netizen này còn đính kèm sổ hộ khẩu, hé lộ là em trai của Hyun-joo và ảnh selfie cùng chị gái. Bài đăng của em trai Hyun-joo đã khiến dân mạng sốc nặng. Mặc dù công ty quản lý DSP Entertainment đã lên tiếng sẽ xác minh sự việc nhưng dân mạng không khỏi hoang mang, nghi hoặc. Nhiều người thậm chí còn lo ngại đây sẽ là vụ việc bắt nạt nội bộ nghiêm trọng tiếp theo sau bê bối của T.ara, AOA. Người tự xưng là em trai Hyun-joo viết, tôi luôn muốn tiết lộ sự thật từ nhiều năm trước nhưng đã kiềm chế lại vì nghĩ đến tương lai của chị mình. Bây giờ tôi nghĩ mình phải dũng cảm hơn để lên tiếng thay chị gái. Khán giả cho rằng chị gái tôi rời nhóm để tập trung vào con đường diễn xuất, nhưng đây không phải sự thật. Chị tôi bị tẩy chay và bắt nạt một cách nghiêm trọng, dẫn đến chứng khó thở và rối loạn hoảng sợ. Tệ hơn là chị ấy từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Nghĩ lại thời gian đó, trái tim tôi và bố mẹ lại cảm thấy đau đớn, chàng trai chia sẻ trong bài viết. Theo chia sẻ của người đăng bài, công ty quản lý đã ép Hyun-joo viết thư rời nhóm với lý do tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Thời điểm cô ngừng hoạt động cùng April, gia đình không biết rõ về nội bộ nhóm. Em trai nữ ca sĩ viết thêm, sau bức thư ấy, chị tôi bị khán giả coi như kẻ phản bội vì lợi ích cá nhân và phải nhận nhiều bình luận ác ý. Chị ấy cũng không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào từ các thành viên April. Thậm chí, một số người trong nhóm còn cười nhạo khi thấy mẹ tôi đến công ty. Theo người đăng bài, anh và gia đình cảm thấy tức giận khi các thành viên còn lại của April vẫn sống vui vẻ, thành công và liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình. Tôi hy vọng họ ngừng xuất hiện trên truyền hình, tránh việc gợi cho gia đình tôi ký ức về khoảng thời gian đó. Tôi không muốn nhìn chị gái sống khổ sở nữa, chàng trai viết cuối bài đăng. Tiếp nối diễn biến sự việc, tối ngày 28 tháng 2, một netizen khác tự xưng là bạn học của Hyun-joo cũng đăng bài về vụ bắt nạt cựu thành viên April. Theo người này, không phải vài thành viên bắt nạt như trong bài đăng của em trai Hyun-joo mà là toàn bộ thành viên April đều tham gia bắt nạt. Người này viết, tôi là bạn học của Hyun-joo, nữ diễn viên là cựu thành viên April. Chúng tôi quen nhau thời trung học và vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi viết bài này vì có một chút nhầm lẫn trong bài đăng của em trai cô ấy. Tất cả thành viên April đều bắt nạt Hyun-joo, không ai đứng nhìn cả, trừ Cha Ki-ung và Ja, những người vào nhóm sau khi Hyun-joo rời đi. Sau khi nhận được thông tin về bài đăng, đại diện DSP Media, công ty quản lý của April, tuyên bố sẽ kiểm tra lại thông tin về việc Hyun-joo bị bắt nạt đến mức mắc bệnh tâm lý. Vụ ồn ào bắt nạt Hyun-joo đang khiến cả net vô cùng phẫn nộ. Mặc dù DSP Entertainment tuyên bố đang xác minh sự việc với những bằng chứng mà em trai và bạn của Hyun-joo đưa ra, nhiều khả năng April sẽ là girl group tiếp theo đi vào vết xe đổ bắt nạt nội bộ của T.ara, AOA.